Các anh chị phiên buổi chiều tối ngày hôm nay của em nhé. Phiên chiều tối hôm nay em đã lên một số mặt hàng cho các anh chị sưu tầm. Đây là bao chuẩn mặt hàng của Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk luôn, là trâu. Đây, trâu Buôn Đôn là các bác về phân biệt, là cây nó màu vàng, rồi cái lá nó chấm đốm tím nha các bác nhé. Đó, nếu mà có màu xanh á thì lá nó cũng phải chấm đốm tím, lá kẻ rất là rõ ràng luôn. Đó, các anh chị chốt đơn. Đây là cây to này, hai cây to nha các bác nhé. Thăng long các bác có thể chơi hoa này. Đó, cặp này có giá là 220. Đây là hình số 1 nha. Hình số 1 khúc nguyên bản về cho các anh chị treo lên này. Đó, treo lên hoặc các bác bỏ vào chậu là vừa khít luôn, tại vì nguyên bản nó ngắn mà. Đó, đây là hình số 1. Và hình số 2 là cây trâu to. Cây này có đây, cây con nó đang nhú ra một ít này. Đó. Thì cây cây này không phải là đây, cây này cao cái con nha các bác nhé. Đó, cây này là cây mẹ này. Đó, cây này là bản lá cực kỳ đẹp, bản lá rất là to, chấm đốm tím cực kỳ rõ ràng luôn. Đó, cây cực kỳ đẹp, cây này lá mít thân dừa, cây rất là đẹp, có mẹ con nữa, cây con nữa nhé. Đó, cây này, đây các bác nào mà chốt yêu cây này có giá là 300k, đây là hình số 2 dùm em nhé. Và hình số 3 là mấy khúc nguyên bản nha, cực kỳ đẹp luôn. Một cây này, cây rất là to và đẹp luôn nha các anh chị nhé. Một cây này, hai cây này, đó lá rụt rịt, lá nào lá đấy rồi rụt luôn này. Đó, ba cây này, anh chị nào mà chốt ba cây rất là to luôn này, có giá là 500k. Đây là hình số 3 dùm em nhé. Và hình số 4, hình số 4 là mấy cây trâu này. Đó, một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây này, 5 cây này, 6 này, 7, 8, 9 cây nha các anh chị nhé. 9 cây này, đơn này anh chị nào mà chốt cả giá 200k. Đây là hình số 4, hình số 5 rất là nhiều. 1 cây này, 2 cây này, em chưa cắt tỉa rễ luôn nhé. 3 cây này, 4 cây này, đó, 5 cây này, 6 cây này, 7 cây này, 8 cây, 9 cây, cả to cả nhỏ nhé, 10 cây, 11 này, 12 này, 13, 14, 15, 16, 17, 18 và 19 cây nha các anh chị nhé. 19 cây, đơn này có giá là 350k này. 350k cho 19 cây trâu giống. Đó là chốt hình số 5 dùm em. Và hình số 6 là cây trâu cực kỳ to. Cây lá mít, một cây này rất là to luôn nha các anh chị nhé. Đó, bề ngang của nó là từ bên này qua bên này là tầm 38 cm nhá, 38 cm này. Đó, đây một cây lá mít này, cây thứ hai này, lá mít thứ hai này, cây rất là to. Do mấy đứa nó bị ném từ trên cao rơi xuống nên nó bị dập một ít miếng lá như thế này. Đó, lá ngọn nhưng mà không vấn đề đâu, chỉ buộc bên này thôi, nhưng mà còn bên còn lại rất là đẹp. Đó, cây lá mít thứ hai này, một cây thứ ba nha các anh chị nhá, cây thứ ba này. Đó, ba cây trâu mít cực kỳ to như thế này, anh chị nào mà chốt giùm em có giá là 380 nhé. 380, đây là hình số 6 giùm em. Hình số 7 nha, hình số 7 em có cây trâu nhỡ này, một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây này, toàn lá ngắn. Và 5 cây, 5 cây lá ngắn trâu nhỡ như thế này có giá là 200k thôi nha các anh chị nhé. 200k bác nội yêu hình số 7 giùm em. Hình số 8 là bụi kiếm nhá, bụi kiếm lùn này, rất là ngắn luôn nha các bác nhá. Một bụi này, đó. Một bụi này, hai bụi này, ba bụi này. Và bụi thứ tư là nó to, rất là to luôn. Đó, anh chị nào mà chốt đơn này em để giá là 180k nhá. 180k bụi kiếm này. Đó, anh chị nào mà chốt, bác nào chưa có kiếm thì chơi về kiếm nha các bác. Bao chuẩn mặt hàng của Buôn Đôn bên em luôn nhá. Đó, bác nào yêu hình số 8 giùm em. Và hình số 9 là combo rất là nhiều loại, có cả cây mẹ bồng con đây. Một cây này, hai cây, ba cây này, bốn cây này, năm cây này, sáu cây, bảy cây này, cẩm bao rất là to luôn nha các anh chị nhé. Tám cây này, chín này, mười này, mười một này, mười hai này, 13 này, 14 này, 15 này, 16, 17, 18, 19, 20 này, 21 này,
22, 23, 24, 25, 26, 27, có cả sóc luôn nha, 28 này, 29 này, 30 này, 31 này. Cây mẹ bồng con 2 cây luôn, hải âu rất là khủng, 22 này. Đó, 23 này, 24, 25, 26, 27, 28, 29, bắt đầu chốt 29 cây này. 29 cây này có giá là 130k nhé, 130k có cây hải âu rất là khủng luôn, mẹ bồng 2 con luôn nha các anh chị nha. Đó, mẹ bồng 2 con cây khủng như thế này. Đó, bắt đầu yêu đơn này là 130k. Đây là hình số 9 giùm em. Và hình số 10, hình số 10 cũng có trâu giống này, một cây này, hai cây, ba cây này, bốn cây này, năm cây này, sáu này, bảy này, lá mít rất là đẹp luôn nha các anh chị nhá, tám này, chín này, mười này, mười một này, mười hai này, cả to cả nhỏ nha. Bác nào chốt đơn này có giá là 240k nhá, 240k này. Đó, đây là hình số 10, hình số 11 nha các anh chị nhá, hình 11 này. Đây là hình 11, cây hoàng nhạn 3 cây cực kỳ đẹp luôn, một cây này, lá rụt rịt cực kỳ xếp rụt luôn này. Hai cây nha các anh chị nhá, hai cây này. Và ba cây, đang vòi hoa rất là đẹp luôn đó, cây cực kỳ đẹp. Anh chị nào mà chốt đơn này có giá là 250k này. Ba cây cực kỳ đẹp, cực kỳ VIP luôn nha. Đó, anh chị nào mà chốt ba cây này 250 này. Đó. Đây là hình số 11. Và hình số 12 dùm em nhé. Hình 12 trâu nhỡ này, một cây này, đó, một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây này, năm cây và sáu cây. Sáu cây trâu nhỡ như thế này, anh chị nào mà chốt 200k nha các anh chị nhé, 200k hình số 12 dùm em. Và hình số 13 là khúc nguyên bản này, một này, đó, nguyên bản như thế này, về cho các anh chị bỏ vào chậu này. Hai khúc này, ba khúc này, bốn khúc này, và khúc thứ năm là khúc hai cây nha. Đó, khúc hai cây nó dính gần nhau luôn này, rất là đẹp. Năm khúc như thế này, nguyên bản có giá là 220 nha, 220 hình số 13. Hình số 14, cây trâu to này, một cây này, đó, rất là đẹp luôn. Cái này là nó bị dập một ít lá này thôi, nhưng không vấn đề gì đâu nha các anh chị nhé. Hai cây này, hai cây to như thế này em bán có giá là 200k. Cây này là một khúc hai cây này. Để bác nào chốt hình số 14 giùm em là 200k. Số 15 là combo nhạn này, quế tím này. Đây, quế tím này, hoàng nhạn này. Đó, khúc hoàng nhạn này, rồi quế tím rồi nha. Đó, cây trứng bướm một khúc là đây, dính mấy cây luôn này. Đó, 3, 4, 5, 6 cây luôn á, rất là nhiều. Đây, trứng bướm to này, đó, nguyên bản này, đó, toàn khúc nguyên bản trứng bướm nha. Với lại một cây nhất điểm hồng rất là nù luôn này, thân rất là mập luôn. Bên này chốt đơn này có giá là 120 dùm em nhé, 120. Bên này yêu đơn này dùm em là 120 này. Hình 15, hình 16 cây quế tím toàn là to to không nha, rất là đẹp, về cho các anh chị sưu tầm ghép chơi này. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, toàn cây to to nha các anh chị nhé. 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, và 15 quế tím to to như thế này. Đó, làm mấy giờ luôn, đơn rất là đẹp luôn. Anh chị nào mà chốt đơn này 200k giùm em nhé. Hình số 16 và hình số 17. Số 17 cây trâu toàn mít ngắn này, một khúc này, hai khúc này, ba khúc này và bốn khúc. Cây này là to hơn rất là nhẹ cước luôn. Đó, đơn này có giá là 200k nhé, 200k hình số 17. Và hình số 18 em có cây bạch ngọc hải âu rất là khủng và đẹp luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cặp lá. Trời ơi, nhìn rất là VIP luôn các bác. Về ghép 1 giờ này có hai cây con luôn nhé, hai cây con bên gốc này. Đó, hai cây con nó dính cây mẹ này. Đây, anh chị nào mới chốt cây này có giá là 200k giùm em nha. Đây là hình 200k này. Đó,
Đây là hình số 18. Hình số 19 nha. Hình số 19 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, một khúc 2 cây cũng có, 6 này, 7 này, một khúc 2 cây nha, 8 này. Đơn này có giá là 200k. Đây là hình số 18 giùm em nha. Đó, rất là đẹp. Ví dụ đây là hình số 19, là 3 cây nhạn cực kỳ to luôn nha các anh chị nhé. Số 19 này, đó. Đây là hình số 20 chứ. Hình 20 nha, xin lỗi các bác nha. Đây là hình số 20 giùm em này, một cây rất là to và đẹp luôn, cây khủng này, một cây này, đang cho một vòi bông nha. Hai cây này, đó. Và ba cây này, đây. Hoàng nhạn bây giờ nói tháng 4 vậy thôi, chưa chắc gì đã là tháng 4 các bác nha. Nó tháng 4 nhưng mà nó nở thì có khi thì người ta hay gọi cây này là tháng 6 mới đúng này. Cây hoàng nhạn tháng 6 chứ tháng 4 nó chưa nở cái một vài bông. Sáng có bác kia gọi cứ hỏi em là bây giờ thì cây nhạn của bác vẫn đang nhú cái nụ ra thôi. Biết là tháng mấy. Cái này là do chim ăn nha các bác nhé. Chim ăn thôi. Đây, ở rừng là cây chim ăn này. Đó, ba khúc nguyên bản như thế này. Anh chị nào mà chốt cây to như thế này có giá là 350k nhé. 350k. Đây là hình số 20. Hình số 21 là cây châu mít cực kỳ đẹp, lá rụt rịt như lá đồng xu luôn. Đó, tựa tựa như lá đồng xu luôn này. Cây lá gần tròn tròn như lá đồng xu nha các bác nhé. Đây, đó, anh chị nào mà chốt cây này 200k này, rất là VIP luôn cây này. Đây là hình số 21. Hình số 22 là cặp châu, một cây này lá mít này, nó chung chung nhá. Có cây hải âu bên cạnh nha. Cây thứ hai này, đó, đang còn rất có quả. Quả của nó về các bác ươm cũng được này. Đó, hai khúc nguyên bản cặp này có giá là 200k này. 200k nha các bác nhé. Đó, đây là hình 22. 23 này, cây nhạn lá rụt rịt, cây lá cực kỳ đẹp, lá mít một cây này. Đó, một gốc hai cây, đơn vít vìm vịt, có cây móng rùa bên cạnh này nha. Anh chị nào mà chốt hình này có giá là 200k này. Đó, 200k nha các anh chị nhé. Hình số 23 giùm em nhé. Hình số 24, bác nào mà thích sưu tầm hàng mini, trứng bướm mini này. Đó, mấy cái cây như thế này em làm cho các bác làm một giò luôn này. Đó, mấy cái hàng này nó nhỏ nhưng mà mình ghép về nhiều cây thì hàng cây hoa của nó cực kỳ đẹp luôn nha các anh chị nhé. Đó, 2, 4, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 này, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 cây tổng thể nha các anh chị nhé. Đơn này em bán chỉ có 200k thôi. 200k hình số 24. Về hình số 25, 25 là mấy cây trâu này, một khúc này, lá mít ngắn. Cây này là nó bị dập miếng lá này một ít này thôi nha. Cây cực kỳ đẹp luôn, lá ngắn là một cây này, hai cây này, ba cây, cây to nhất này, bốn cây này, 5 cây này, 6 cây này và 7 cây nha các anh chị nhé. Cây mini rất là đẹp. 7 cây như thế này bác nào yêu có giá là 250k này. 250k. Và đây là hình cuối cùng là cây châu mít này, một cây này, hai cây này, đó. Và ba cây, ba cây châu mít nhỏ nhỏ. Cây này rất là đẹp, anh chị nào mà chốt hình cuối cùng là 200k nhé. Đó, em chỉ có một số mặt hàng đấy thôi, anh chị nào mà chốt cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em. Còn bác nào mà chưa đăng ký kênh của em, muốn mua mặt hàng của vùng Buôn Đôn Đắk Lắk thì các bác cứ vào đăng ký kênh bên kênh của em nhé. Còn mấy người nói thật là ở đây thì dân ở đây thì hàng mùa này thì rất là khó kiếm. Có người thì người ta toàn đi kiếm hàng tùm lum tùm la ở đâu về bán không á. Chứ hàng bao chuẩn mặt hàng rừng thì ít lắm các bác nha. Tại vì hàng rừng giờ nó chuẩn bị hết rồi. Đó, lâu lâu có nhiều cây như thế này, mùa mưa nó mới có hàng như thế này thôi. Gặp mùa khô thì rất là ít hàng luôn. Toàn là cây héo này kia, có khi dân họ chả đi lấy đâu. Đó, em chỉ có một số mặt hàng đấy. Anh chị nào mà yêu thì cứ gọi về cho em nhé. Em xin chào tất cả các bác nha. Giờ này mùa chỗ em thì đang mưa rồi, cây chuẩn bị xanh lại rồi. Em xin chào tất cả các bác ạ.